Hi, xin chào mọi người nhá. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi ra một khu sông đấy các bạn này. Sông chỗ mình khá là rộng luôn này. Đây thì đang tầm chiều chiều tối các bạn ạ. Bây giờ là mình sẽ phải đi ra tận bên kia. Đấy, cái chỗ đoạn gò gò giữa giữa kìa, ra đấy để mình thử lặn xem có ít chai, ít ốc, có ít hến nào các bạn nhá. Đây, bọn mình phải đi bằng cái súp này ra đấy này các bạn này. Đấy. Đây, phải cho bành cái đầu kia thì nó mới dễ đi. Đây, lần đầu tiên là mình với lại thanh niên này chơi cái súp này nên chưa biết trèo bây giờ. Cầm sát nó xuống cái tiếp. Khó phết các bạn ạ. Lần đầu tiên trèo súp. Để cái thuyền, để cái mái chèo nó lên thế. Để nó sang ngang được. Được rồi, đi đi. Nhảy xuống. Đấy, lông tuẹt nhưng mà. Đấy, sướng không? Úi trời ơi. Đấy, ngoắc 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 vào một cái cây súng gì đấy. À, không cắm cái mái chèo này xuống à. Có cắm được không? Cắm phát xong ngoắc vào cái mái chèo này. Thế. Ở khu này này. Đây cái chỗ mà có cái súng súng này nhá. Ở đây là giữa sông này. Chỗ này là có cái gò cao cao lên ấy. Cá trồng chành các bạn ạ. Mình kiểu mình đứng không quen ấy. Dùng chưa quen cái này. Ôi, làm đấy cũng phê đấy các bạn ạ. Thích phết này. Đó. Cái này coi như nó chắc thật đấy. Nó khó lật lắm. Mình xuống để cùng lặn nhá. Ôi. Đấy, mình ngồi hẳn ra cái rìa này này. Xong mình tụt xuống này. Thế mà cái này nó cũng chỉ bênh lên cho nó cũng không lật được. Phải nói là chất lượng đấy các bạn ạ. Nào, để xem có chai không nào. Mình sờ không thấy con nào các bạn. Không có chai chai này. Chết rồi. Sao chỗ này lông thế nhỉ? Ô, dưới đâu? Hả? Lại quên túi lưới. Rồi lại quên túi lưới ở trên kia rồi, trên bờ rồi. Mày bơi vào đi. Mà làm gì thấy con nào mà bơi. Thôi đi lần chai đã. Xem có không ạ. Thấy vỏ chai thế nào các bạn. Đấy, chai này. Giờ bọn mình đã di chuyển ra đây rồi. Vừa ở bên chỗ đằng kia các bạn này. Lặn ra đây. Được con nào không? Ồ, được đấy, mang mang vào đây, mang vào đây. Ui. Để đến đây xem nào. Wow. Oh. Ui. Con to chưa các bạn này. Thanh niên này được. Vừa mình quên cái túi lưới này này. Ui giời ơi. Quên cái túi lưới ở trên bờ nên mình trèo lên đấy. Thanh niên này ở đây chỗ này mò được khá khá này các bạn này. Để đây. Chốc nữa cho các bạn xem nhé. Đây. Đấy, hiểu chưa? Rồi, mình cũng để mũ ở đây. Mình xuống mình mò cùng nó. Ui dồi ôi. Ok. Đâu, xé xé cái kia ra. Xé cái đấy ra, quặc vào đấy được mà. Đây nó có cái đấy đây. Đây. Thế, quặc nó vào. Đấy, có thể với lên. Đấy được rồi, để đây nó không trôi được. Con trai to kia vừa mò kia 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 phát. Cứ tưởng là con chết. Ở chỗ này có à? Nhiều à? Ui trời. Đúng là ngồi đây. Ui chết rồi, cơn mưa rồi các bạn ạ. Ngồi đây phê thật đấy. Hôm nay mà có cái bếp lướng để ở đây ngồi ở đây ăn luôn thì ngon này. Nào. Xuống mà nó mà ụp phát cái máy quay là thôi đấy các bạn ạ. Ui. May quá là tóm được. Ôi. Mà không sao. Cái này nó cũng chống nước các bạn. Chỗ này khá sâu rồi các bạn ạ. Đây nhá, chỗ này mình đứng này là bùn đấy đấy. Oh. Ôi. Mình sẽ đi ra đây mình bắt mình mang máy quay quay cho các bạn xem luôn này.
Nếu mà bắt được con nào mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Vỏ hay là cái gì đây? Ui con này mà phải là con to lắm các bạn ạ. Hay là con gạch? Ui tiếc không, cái vỏ không con này khá là to này. Con này chắc mới chết sao ấy, mùi kinh quá. Đấy các bạn thấy đi kiếm đồ ăn nó rất là vui các bạn, nó mệt tí nhưng nó vui. Ui. Con này. Ờ. Đấy được một con nữa này các bạn này. Cái con này hơi nhỏ nhỉ. Cũng được. Ok các bạn. Thì được một con nữa hay sao đây các bạn? Đâu rồi? Vừa mình đá vào mà. À. Ôi. Một con nữa các bạn ơi. À. Ôi xào eo ơi. Ý. To này mà thối rồi các bạn. Chết. Tiếc quá. Yes. Còn nữa nhá. Nó chạy đâu rồi? Ui. Ôi con này đẹp rồi các bạn này. Đây mình quay cái theo cái chiều hướng mặt trời này. Đó. Yes. À, to lắm các bạn ơi. À đủ. Ơi. Rất tiếc nó lại là vỏ các bạn. Vừa mình tìm thấy một cái con này phải to gấp đôi như này. Thật luôn. Đấy nhưng mà mình lúc đấy mình không quay cho các bạn xem. Ơi. Mà. Yeah. Lại một con nữa nhá. Đây. Nè. Trôi sông. Có giữ được không? Đây, giờ nó phải bọc bằng áo rồi các bạn. Cho các bạn xem này. Chỗ này này. Đây. Đây là mình đang đứng ở giữa sông các bạn ạ. À gần giữa sông. Ui giời. Chỗ này thì là rất lông luôn này. Đến đầu gối quá đến cái đùi mình thôi. Đó. Cho các bạn một vòng này. Yeah. Thật là thích. À đù, thằng kia. Nó định quăng mình quá. Mày láo thật. Sâu quá anh chưa? Sâu chỗ này sâu thế. Ôi ôi. Chạy vào gốc. Thôi đi vào, đi vào đi. Ôi. Chỗ này sâu quá các bạn ạ. Bơi là mình bơi được. Thử xem chỗ này mình bắt được bao nhiêu đây này. Đây này các bạn này. Ui ui. Cẩn thận đấy. Lâng lâng lên hả? Ui. Đấy, đây này. Nhìn cái mặt. Khá rồi đó. Đi tội. Bơi nào. Bơi nào. Bơi nào các bạn ơi. Yeah. Ui dồi ôi. Bơi mãi về đến đây. Lúc giờ đi xa quá. Giờ đi tít đằng kia các bạn. Đâu để xem. Đây cứ vứt lên trên này đi. Cứ vứt lên. Rồi. À. Lên đi. Để cho thanh niên này lên này. Đây nhá. Để cho nó bồng bềnh tự nhiên nhá. Cứ leo lên đi. Đấy, để xem nó có lật không nào. Lên được không? Bấu vào cái đằng đuôi kìa. Xong là vắt một cái chân lên. Vắt một cái chân đằng đuôi ấy.
gác một cái chân đằng đuôi lên xong là vượt lên. Khó lên lắm. Sao khó lên. Ui chân. Ui chân này lông lông như lông tây này quá. Khiếp không? Sao để đùn 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 đi. Để cho Thanh Liên là treo nó lên kiểu gì. Bấu lên đấy. Đấy cẩn thận đồ. Ô, cái này cũng tôi tưởng thế khó lật hết các bạn ạ. Nhào mà phát lên. Thế bây giờ con nhào đúng rồi đấy thế. Nhào phát vắt cái chân lên. Vắt ngược vắt cái chân bên này lên này. Đấy thấy không. Người ta phải nhào lên nó mới lên được. Ui. Thấy chưa. Lên kiểu thế nó mới dễ. Ủa nhìn chân này. Nhìn cái lông chân xong là cái ấy nó bám vào này các bạn này. Khiếp không? Như tây. Nhìn này. Nhìn như là lông tây luôn. Tay mình lông dài cũng chẳng bám vào như thế này. Đây các bạn nhìn này. Đó. Yes. Đấy. Như vậy là thoải mái đồ ăn các bạn nhá. Hãy đi một lúc rồi cá kiếm như thế được không? Thích không? Mày đi thích không? Biết chở không? Kẹo này đây rồi đi về. Ừ mày đi về thoải mái. Bây giờ là đến lượt mình leo lên đây. Nhìn này, nhìn sư phụ mà học hỏi này. Lần đầu tiên thôi nhưng mà chém gió tí không biết đâu. Đã gì sao bỏ tụt con. Á đù. May quá ở dưới nước chưa lộ. Vãi thật. Nhào lên như thế này này. Xong là bấu thế này này. Đấy thấy không. Đấy, lần đầu tiên người ta cần biết làm thế. Nào. Rồi. Bây giờ là về bờ đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ trèo đây. Nào, mỗi người trèo bên nhá. Cho thủ đi kia xuống. Nhả nó ra. Nhả lên. Rồi. Rồi. Mỗi con này to nhất. Còn mấy con này cũng được. Tưởng thế nó to phết rồi. Bàn tay mình ấy. Mình rửa sạch sẽ rồi. Đưa vào đây để luộc lên. Chai này nó không như mấy con hàu con hà đâu. Mới lại mấy con đấy. Con này nó bên trong kiểu như là nó nhiều phân ấy. Nên phải luộc trước lên xong rồi mình sẽ làm sạch đi xong rồi lát mình cho vào đây mình nướng sau. Xem nào. Ui. Nó lòng hết ra được các bạn ạ. Bây giờ là mình bỏ cái này ra xong là làm sạch sẽ đi xong là đưa vào nướng này. Đây là thành quả mình vừa làm sạch sẽ rồi các bạn ơi. Đây này. Cái này đây mình thấy ở sông nó như thế này các bạn này. Nó cũng tương đối là sạch, không thấy nó bẩn bẩn gì đâu. Ít cái màu xanh xanh đen đen lắm. Đây này, mình làm sạch như thế này này. Đấy, mình tưởng là nó bẩn như là ở ngoài mương, ngoài ruộng ấy nên mình phải luộc lên để làm sạch sẽ nhưng mà thấy sạch sạch theo lần sau lướng luôn thử nha. Cho ấy vào. Có khi cho lửa già rồi đấy. Ăn thấy được. Mẹ cho tí nữa vào cà xỉn nhé. Đó, cho nó thơm lừng. Ăn nó phê. Bây giờ cho cái đấy.
Ai bùi lưỡng kiểu mới à? Ừ. Không cho mỡ vào đây à? Thắng đâu? Không, tí nữa cho cái kia vào là được. Không, phải cho mỡ vào không nó cháy. Cho mỡ vào, dầu vào, đưa mỡ nhanh 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 nó cháy. Không cho vào sợ cháy ấy. Lửa to quá. Này, cái này nó có cái này lỗ. Cái này nó có lỗ không đấy? Không lỗ. Cái hàu nó lỗ ấy. Có lỗ nhưng mà hàu lỗ bùm bùm. Ây da. Là gì đấy? Hả? Nhìn cũng giống phết nhỉ. Lạc đâu thanh niên? Ô, bỏ lạc ra đây. Lại lên gà. Tặt ngấm còn gì. Phenoid luôn. Đấy cứ lật cùng với cả cái hành kia cũng được mà. Chốc nhắc ra mới cho lạc vào. Để ngay đây thôi. Ui giời ơi, ngon. Tuyệt vời thế này, còn nói chuyện gì. Nào, có tí sa tế nữa nhỉ. Sa tế hạt tiêu. Quang ra, bật bia làm cốc bia cho nó mát ạ. Đấy, thưởng thức tí xem nào. Cái món này là cái món hơi bị đặc sản đấy. Nhà hàng là chỗ này nhiều tiền lắm mẹ. Này, bác, con cho đi. Nào, thôi nào, anh em rô cốc bia đi. 2, 3, rô. Mời mọi người nhá. À, thử món này đi. Đây. Mời mọi người ăn con này nhá. Ngon. Nhưng mà có vẻ ăn không ngon như trước cái quan gì ở trong miền Tây ấy nhỉ. Con lùn ngâm. Con chém chép. Thái độc nói sằng. Ồ. Gọi là con lùn ngâm thần mà. Ra để thưởng thức xem cái con này là thế nào. Đấy, con đấy to nhất đấy. Con đấy chính là cái của cái này. Ừ. Không biết ai con to có ra gì không? Xem thế nào. Thử đi. Ừ, mẹ ăn kèm cái này ngon. Ra gì không? Cái này đúng à. Hoàn đấy. Ha, thiếu cái gì à? Này các bạn nha, nhìn này. Này thiếu tí cay cay. Ớt này, sa tế nhỉ, cho vào đây ngon hơn đúng không? Quá này. Mời các bạn thưởng thức cái món này nha. Nhìn cứ như là gì đây. Nó cứ vào đỏ à? Nước ngọt. Nước ngọt. Ơ đi đây. Bây giờ mới mang ra. Úi giời. Thôi cầm gặm được. Anh ấy thái ra cho vào đây, rắc vào đây ngon hơn. Nhưng rắc vào đây bà không ăn được. Cho cái thóc này bến lên bông gặm lắm. Ngon nha. Úi xời. Ui đây này. Bên này nhiều luôn này. Quá tuyệt vời luôn. Vô. Ăn độc hạnh ngon. Mẹ ăn đi, cứ ăn đi. Mỗi người một hai miếng rồi. Ăn rồi, ăn mấy con này. Cầm cả cái này mà vét vào mồm ấy. Đấy, ăn thế nó mới phê. Ui giời. Mẹ ăn ít rồi. Gọi là xong nó uống bia mới ngon đấy. Thàm lắm. Sốc chậm mồm. Ui, ăn được, ăn được mỗi hành ngon mà. Ngon. Ôi cầm cái đấy mà chén đi, cầm này có sát làm gì mày. Sao thanh niên chưa vào ăn vào cho nó khỏe, cho nó rừng rực.